Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sắp đá bán kết ở sân Mỹ Đình trong trận lượt về. Ngôi sao nhập tịch của đội tuyển Indonesia đã nhục mạ đội tuyển Việt Nam cũng như Ruud Porser. Chuyên gia Pháp đã vỗ mặt thẳng và chắc chắn sẽ khiến cho họ sẽ cảm thấy rất xấu hổ trong cuộc đối đầu sắp tới ở trên sân vận động Mỹ Đình. Cùng với đó, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan tuyên bố sốc trước đội tuyển Malaysia trong trận đấu vào buổi chiều ngày hôm nay. Huấn luyện viên Kim Pan-won còn nói về đội tuyển Việt Nam khiến cho Pô Kinh vô cùng tức tối. Thưa quý vị và bạn, vừa qua thì đội tuyển của chúng ta đã có một trận đấu rất rất khó khăn trước đội tuyển Indonesia khi mà họ được thi đấu ở trên sân nhà. Một trận hòa không đều có lẽ rằng cũng là đủ để khiến cho thầy trò Ruud Porser cảm thấy hài lòng khi mà chúng ta thực sự đã có một trận đấu khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Và vừa qua thì trung vệ Jordi Amat của đội tuyển Indonesia đánh giá không cao màn thể hiện vừa qua của những cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi của kỳ AFF Cup 2022 trên sân Bukarno. Và đặc biệt thì chính cầu thủ này cũng đã có một trận thi đấu cực hay. Bộ ba trung vệ của đội tuyển Indonesia đó là Jordi Amat, Rizky Ridho và Arianto đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc trong trận bán kết lượt đi. Đặc biệt đó là cầu thủ nhập tịch Jordi Amat đã chỉ huy hàng thủ rất hiệu quả để gần như được khóa chặt tất cả những đường tấn công của đội tuyển Việt Nam. Và cựu cầu thủ của đội tuyển U21 của đội tuyển Tây Ban Nha cũng đã có khá nhiều tình huống chuyền dài tạo cơ hội dành cho những cầu thủ ở tuyến trên ghi bàn. Và sau khi trận đấu kết thúc, sắp sửa đấu đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về, thì cầu thủ này tin rằng là đội tuyển Việt Nam vừa qua thi đấu chẳng có gì là ấn tượng cả khi mà nói rằng: "Ngay từ đầu thì chúng tôi cũng biết rằng đây là một trận đấu rất khó khăn rồi. Thế nhưng cuối cùng thì Indonesia đã chơi tốt hơn, cho thấy được sự ăn ý và chúng tôi đã sẵn sàng hơn đối thủ rất nhiều. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Đội tuyển Việt Nam được xem là một trong những ứng cử viên vô địch. Thế nhưng ngày hôm qua thực sự tôi thấy họ cũng thường thôi, không có gì là nguy hiểm cả." Bên cạnh đó, cầu thủ Jordi Amat này cũng khen ngợi chiến thuật mà ông Shin Tae-yong đưa ra và tiết lộ kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu sắp tới trên sân Mỹ Đình khi mà nói rằng: "Hôm nay thì chúng tôi đã cho thấy mình là một đội bóng chơi tốt hơn. Hôm nay chúng tôi cũng đã chơi vô cùng chặt chẽ. Tôi phải nói rằng là đấu pháp của ông Shin Tae-yong là rất hay, hơn hẳn ông Park Hang-seo. Vì vậy mà họ đã chẳng thể hiện được gì cả." Và hôm bên Shin Tae-yong thì vẫn vui vẻ với kết quả hòa mà chỉ tập trung vào việc hồi phục thôi. "Chúng tôi có khoảng 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu lượt về và điều quan trọng là phải nghỉ ngơi, được massage để hướng đến trận đấu tiếp theo." Vừa qua thì Shin Tae-yong với những cuộc trò chuyện với các phóng viên, ông ấy tỏ ra vô cùng thoải mái. Thế nhưng ông Park Hang-seo có vẻ như đang khá là cáu kỉnh. Và chính điều đó khiến cho tôi nghĩ rằng là ông Shin Tae-yong hơn hẳn so với ông Park về trình độ cũng như là thái độ. Đó là những gì mà ngôi sao nhập tịch của Indonesia có chia sẻ. Và để nói về những chia sẻ này thì thực tế là chúng tôi chắc chắn cũng rất muốn có những sự phản biện. Thứ nhất là hiện nay vừa qua đương nhiên rồi, với một trận đấu mà họ được thi đấu ở trên sân nhà và muốn cái thế trận mà họ tạo ra được thì đương nhiên là họ có quyền nói rằng họ đã chơi tốt hơn. Thế nhưng để nói rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta thường thôi, đâu phải là ứng cử viên vô địch, chẳng có một chút gì được coi là nguy hiểm cả, thì tôi nghĩ rằng có thể cầu thủ này sẽ phải trả một cái giá cực đắt trong trận bán kết lượt về ở trên sân nhà Mỹ Đình. Bởi chúng ta đều biết rằng nếu mà đội tuyển Việt Nam chúng ta được thi đấu ở trên sân nhà, mọi thứ sẽ là khác đi rất nhiều. Còn câu chuyện liên quan đến chia sẻ với ông Shin Tae-yong cũng như là Ruud Porser thì như tôi đã nói rồi, với một người Hàn Quốc thì họ là những người thực sự rất thẳng thắn, còn với ông Shin Tae-yong thì tôi nghĩ rằng không phải, dường như ông này đang khá là hài mặt, sống khá là giấu kín cũng như là không thể hiện đúng cái bản chất của bản thân mình. Vừa qua thì chúng ta cũng đã thấy cái hành động mà không bắt tay, một cái video mà chúng tôi đã xem rất kỹ, ông Shin có nói rằng là ông ấy chủ động tiến đến để bắt tay Ruud Porser. Thế nhưng ông ấy đi qua, ông thậm chí còn không nhìn được thấy Park nữa. Vì vậy mà cái câu chuyện mà ông ấy nói với các phóng viên để rồi khiến cho các phóng viên họ cười cả Ruud Porser vừa qua khi nói rằng là thấy Park không chủ động bắt tay. Và như tôi đã nói, một người hậu bối và cái câu chuyện liên quan vừa qua, nếu mà có cái sắc mắc gì, tôi nghĩ rằng những người hậu bối họ cũng cần phải những người đứng ra, chứ không lẽ rằng là phải để thấy Park, một người tiền bối, một người lớn tuổi hơn, phải chủ động thò cái tay ra để bắt hay sao. Tôi nghĩ rằng câu chuyện đó là khác đi hoàn toàn. Vì vậy mà với nhận định của một cầu thủ chỉ là nhập tịch của Indonesia thôi, tôi nghĩ rằng cầu thủ này thì không biết rằng là có hiểu được cái văn hóa người Indo hay không, có thực sự là có yêu đội tuyển của họ hay không, thì cái điều đó chắc chắn tôi cũng không dám chia sẻ. Thế nhưng những điều vừa qua cầu thủ này nói về đội tuyển Việt Nam và nói về Park Hang-seo thì thực sự là phiến diện. Cậu ta cũng chỉ là mới nhập tịch vào đội tuyển Indonesia thôi, chưa có bất cứ mình hiểu biết gì cả. Đương nhiên đó chắc chắn sẽ là một cầu thủ rất giỏi rồi. Thi đấu cho đội tuyển U21 của Tây Ban Nha thì cũng không phải là tầm thường. Đương nhiên là họ sẽ rất mạnh. Nhưng với những cầu thủ Việt Nam, những cầu thủ
mang dòng máu Việt Nam của chúng ta 100% mà chúng ta thi đấu như vậy thì tôi nghĩ rằng trên sân nhà Mỹ Đình mọi thứ sẽ khác. Và đội tuyển Indonesia vừa qua thì họ cũng sẽ đến Việt Nam. Họ sẽ di chuyển bằng chuyên cơ để giúp cho ông Shin Tae-yong sẽ đến Hà Nội thậm chí còn trước cả đội tuyển Việt Nam 5 tiếng đồng hồ. Họ thậm chí còn có thời gian nghỉ ngơi và có thời gian tập luyện nhiều hơn so với đội tuyển Việt Nam. Và vừa qua nói về những diễn biến của trận đấu thì chuyên gia người Anh, ông Stephen Darby đã có cái phân tích như thế này. Ông cho rằng là đội tuyển Indonesia đã thực sự đã rất khác so với những đấu pháp rất là hợp lý đến từ ông Shin Tae-yong. Đội tuyển Việt Nam theo ông thì đã bị căng cứng về mặt tâm lý. Đó là điều mà ai cũng thấy rõ với rất nhiều những đường truyền hỏng từ những cầu thủ được coi là hay nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó thì ông vẫn tỏ ra rất ấn tượng với cách chơi của số 5 Đào Văn Hậu và ông khẳng định rằng đó là điều cần thiết khi mà đối đầu với một đối thủ khó chơi và khá rắn đến từ Indonesia. Thế nhưng bên cạnh đó ông cũng chia sẻ rằng vị trí số 19 của Quang Hải rõ ràng là có những sự sa sút, cậu ấy không thể hiện được những điều như thường thấy, truyền hỏng và cũng mất bóng khá nhiều. Nói về thủ môn Đặng Văn Lâm thì ông ấy khẳng định rằng là đội tuyển Việt Nam đang có một thủ môn quá xuất sắc. Không có cậu ấy thì chắc chắn đội tuyển Việt Nam có thể sẽ bị thủng lưới trong trận đấu vừa qua gặp đội tuyển Indonesia. Thế nhưng bên cạnh đó thì ông cũng cho rằng việc đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn ở trong trận đấu vừa qua cũng là điều dễ hiểu và cũng không có gì quá bất ngờ. Bởi rất nhiều các đội bóng đến Indonesia đều phải như vậy cả. Và minh chứng gần nhất đó chính là đội tuyển Thái Lan thì cũng đã có một trận hòa vô cùng may mắn trong trận đấu vừa qua khi mà đối đầu với Indonesia ở trên sân Bukarno. Thế nhưng đừng vì thế mà ông cho rằng là xem nhẹ đội tuyển Việt Nam, bởi rất nhiều những đội bóng lớn thậm chí đã phải ôm hận vì những đánh giá không đúng về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Ông cho rằng 90 phút sắp tới ở sân Mỹ Đình sẽ là một cơn ác mộng dành cho người Indonesia, đội tuyển Indonesia. Họ sẽ được chứng kiến một đội tuyển Việt Nam khác hẳn, mạnh nhất và biến ảo nhất. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam không nên quá thận trọng trước Indo như những gì mà đã thể hiện tại Bukarno. Với một lối chơi tấn công nhanh dựa vào sức tấn công mạnh từ hai hàng lan cánh, đặc biệt là Văn Toàn, ông cho rằng nên sớm đưa vào sân để tận dụng tốc độ của mình. Ông cho rằng ở trên sân nhà thì đội tuyển Indonesia họ đã phòng ngự tốt, họ giữ được cự ly đội hình và có được tinh thần thoải mái khi mà có được điểm tựa đó là các cổ động viên nhà. Thế nhưng ở Mỹ Đình thì mọi thứ sẽ khác. Áp lực từ cổ động viên sẽ rất dễ khiến cho Indonesia sẽ không tập trung. Hàng thủ sẽ có những thời điểm mất liên kết và đó là thời điểm của Pauser cần tung ra những đòn kết liễu. Bên cạnh đó thì những đường truyền xuyên tuyến từ vị trí trung vệ cũng cần được thực hiện nhiều hơn. Bởi theo ông thì tuyến giữa của đội tuyển Indonesia là khá cơ bắp và rất linh hoạt, cần sử dụng những cầu thủ có tốc độ tốt để tạo ra những sự bất ngờ. Điều mà đội tuyển Việt Nam rất hay làm, thế nhưng trận đấu vừa qua với đội tuyển Indonesia thì lại không xuất hiện nhiều. Và dự đoán cuối cùng thì ông tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có một trận giữ sạch lưới. Tỷ số sẽ là 1-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Đặng Văn Lâm sẽ tiếp tục giữ sạch lưới và tạo ra thêm những kỷ lục ở giải đấu này. Bởi dù gì ông cũng tin rằng là tiền đạo của Indonesia có khả năng tận dụng cơ hội là không tốt. Bên cạnh đó, thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn là một thủ môn xuất sắc và là chốt chặn tin cậy trong khung thành của đội tuyển Việt Nam trong một trận đấu cũng được dự đoán là khó khăn ở trên sân vận động Mỹ Đình. Và đó những quan điểm mà chúng tôi cũng rất đồng tình thôi. Một trận đấu chúng tôi đã chia sẻ khi mà thi đấu trên đất của Indonesia, đó là một trận đấu vô cùng khó khăn và rất nhiều người cũng dự đoán rằng sẽ là tỷ số đều. Chúng tôi cũng hy vọng rằng trước trận tỷ số sẽ là khoảng 1-1 hoặc 2-2, nhưng cuối cùng cũng chỉ là 0-0 dành cho hai đội tuyển thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là kết quả tốt và trên sân nhà Mỹ Đình chẳng có lý do gì mà chúng ta lại không tin tưởng rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta với những cái thành công trong quá khứ, việc đối đầu với đội bóng thậm chí còn khó hơn rất nhiều so với Indonesia, thì tại sao chúng ta lại không dám nghĩ đến một chiến thắng mà chúng ta lại sợ rằng là phải hòa đối thủ với việc có bàn thắng rồi chúng ta sẽ bị loại được không ạ? Bởi nếu trước khi đá mà chúng ta đã nghĩ đến điều đó rồi thì chúng ta chỉ có thua thôi. Chắc chắn điều này thầy Park biết và thầy sẽ chỉ đạo và sẽ động viên về mặt tinh thần dành cho những cầu thủ của đội tuyển Việt Nam để chúng ta vượt qua một trận đấu khó khăn, vượt qua được người Indonesia để chúng ta sẽ có mặt ở trong trận chung kết. Và cũng trong buổi chiều ngày hôm nay, một trận đấu cũng rất quan trọng trong trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Thái Lan và Malaysia cũng sẽ được diễn ra. Cụ thể vào lúc 19:30 tối ngày hôm nay, ngày 4/7/1 thì đội tuyển Thái Lan sẽ có một chuyến làm khách được dự đoán là rất khó khăn trên sân Bukit Jalil của Malaysia trong trận bán kết lượt đi của kỳ AFF Cup 2022. Thế nhưng nói về trận đấu này thì ông Poking có khẳng định rằng chắc chắn chúng tôi sẽ không đá phòng ngự trước Malaysia. Đội tuyển Thái Lan sẽ thi đấu theo cái phong cách mình giỏi nhất, đó là kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu cũng như tấn công đối thủ.
chúng tôi không thay đổi lối chơi cầu thủ của mình. Và ông cho biết rằng là vừa qua, sau một trận hòa trước Indonesia, thì đội bóng của ông đã rút ra rất nhiều những bài học kinh nghiệm khi mà nói như thế này. Ở trận hòa Indonesia tại vòng bảng thì chúng tôi đã phải thay đổi kế hoạch vì tấm thẻ đỏ. Những sai sót đó không được phép xảy ra ở trận đấu tới. Và tôi cho rằng hai trận bán kết AFF Cup sẽ được định đoạt bởi những khoảnh khắc nhỏ thôi. Và ông khẳng định rằng, mặc dù sức chứa của sân đấu đã bị hạn chế so với công suất tối đa, thì những số cổ động viên tới sân sẽ là rất đông. Nhưng đó không phải là vấn đề vì cầu thủ chúng tôi cũng đã rất quen rồi. Chúng tôi sẽ chiến thắng, chúng tôi sẽ tấn công mà sẽ chiến thắng trước đội tuyển Malaysia để có mặt ở trong trận chung kết. Trong khi đó thì với huấn luyện trưởng của đội tuyển Malaysia, ông khẳng định rằng là sẽ hạ đẹp đội tuyển Thái Lan và cho sẽ có mặt ở trong trận chung kết. Và đối thủ ông mong muốn đó chính là đội tuyển Việt Nam. Ông có khẳng định về đội tuyển Thái Lan như thế này: Thái Lan là một đối thủ khác hẳn so với phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á. Thế nhưng chúng tôi thì cũng có phương án đối đầu với họ rồi. Chúng tôi không có thời gian để tập luyện nhiều với nhau. Thế nhưng toàn đội thông tin cho nhau là rất nhanh. Chúng tôi sẽ chiến thắng và chúng tôi sẽ đoàn kết để mang lại niềm tự hào cho các cổ động viên. Chúng tôi mong muốn chiến thắng họ và gặp lại đội tuyển Việt Nam ở trong trận chung kết. Đó là chúng tôi điều mà chúng tôi hướng đến và chúng tôi sẽ làm. Và đó là những gì mà các huấn luyện trưởng đã phát biểu một cách rất tự tin trong những cuộc đối đầu. Và đương nhiên, chiến thắng cũng chỉ dành cho một đội bóng trong hai trận bán kết mà thôi. Quý vị và bạn nhận xét và có nhận định như thế nào về trận chung kết sắp tới của kỳ AFF Cup 2022? Một kỳ AFF Cup thực sự là vô cùng căng thẳng đúng không ạ? Thì hãy để lại một bình luận của mình về dự đoán của quý vị và bạn nhé. Tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.